chúng tôi thưởng thức màn múa hát Non Nước Hữu Tình của tác giả Sanh Thanh Sơn, trình bày là em Keira Kahneman của học sinh của trường Việt ngữ văn hóa. Xin mời em lên sân khấu. Một lần nữa xin quý vị cho em một tràng pháo tay. Kế tiếp